giá cà phê thế giới. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta trên sàn London ngày 7 tháng 5 năm 2024 giảm tới 153 đô la Mỹ một tấn so với phiên giao dịch trước, dao động từ 3.280-3.541 đô la Mỹ một tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 7 năm 2024 là 3.541 đô la Mỹ một tấn kỳ hạn giao hàng tháng 9 năm 2024 là 3.470 đô la Mỹ một tấn, kỳ hạn giao hàng tháng 11 năm 2024 là 3.385 đô la Mỹ một tấn và kỳ hạn giao hàng tháng 1 năm 2025 là 3.280 đô la Mỹ một tấn. Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 7 tháng 5 năm 2024 giảm tới 2,70 cent LB. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 7 năm 2024 là 198,05 sen LB, kỳ giao hàng tháng 9 năm 2024 là 196,60 sen LB, kỳ giao hàng tháng 12 năm 2024 là 195,10 sen LB và kỳ giao hàng tháng 3 năm 2025 là 194,55 sen LB. Giá cà phê hôm nay ngày 7 tháng 5 tại thị trường trong nước giảm 1.000 đồng 1 kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 99.800 đồng 1 kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 100.500 đồng 1 kg. Giá cà phê hôm nay ngày 7 tháng 5 tại thị trường trong nước giảm 1.000 đồng 1 kg, cao nhất 100.500 đồng 1 kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 99.800 đồng 1 kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 100.500 đồng 1 kg. Cụ thể Giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tum ở mức giá 99.000 đồng 1 kg, tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 100.500 đồng 1 kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi, tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 99.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Lắc, huyện Cư Mờ Ga cà phê được thu mua ở mức khoảng 99.900 đồng 1 kg còn tại huyện Ea Hờ Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 100.000 đồng 1 kg. Giá cà phê trong nước đã rớt xuống mức thấp nhất trong một tháng qua, trung bình đạt 99.800 đồng 1 kg, do nguồn cung cà phê toàn cầu tăng, nhận định từ giới phân tích. Giá cà phê nhân ở nước ta đã tăng 123% trong năm tháng qua, tương đương tăng 74.000 đồng 1 kg, mức tăng mạnh và cao nhất trong lịch sử. Nhưng trong vỏn vẹn 4 phiên giao dịch, giá cà phê nhân ở nước ta đã giảm hơn 30.000 đồng 1 kg, về mốc 100.500 đồng 1 kg. Tồn kho cà phê Arabica tăng lên mức cao nhất trong một năm, và tồn kho cà phê Robusta đã tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng vào cuối tuần này. Bên cạnh đó, các vùng trồng cà phê trọng điểm có mưa tuần qua cũng giúp giảm bớt mối lo ngại về sản lượng vụ tới. 4 tháng đầu năm Tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu cà phê nước ta đạt 756.000 tấn với 2,57 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4% về khối lượng và tăng 57,9% về giá trị so với cùng kỳ. Trung bình giá cà phê xuất khẩu đạt 3.402 đô la Mỹ một tấn, tăng 49,7%. Tuy nhiên về dài hạn, chuyên gia dự báo cà phê Robusta toàn cầu năm 2024-25 thâm hụt 2,7 triệu bao do sản lượng tại Việt Nam giảm trong tình hình hạn hán nghiêm trọng vừa qua